Ok, nồi lẩu của anh em mình đã xong rồi nhé mọi người nhá. Ui rét Trời thế lạnh nào. như này ngồi ăn lẩu thì Ngồi rét trời ăn luôn là mà. nồi lẩu ấm thế này thì tuyệt vời Xe lắm. lửa, xe lửa. Trời ơi. Nay lại còn mất điện nữa chứ. Cho chim, cho chim. Thì ngồi ăn lẩu thì quá hợp lý không? Wow. Béo không? Quá xa đà. Chim nhà mình nó béo lắm, nó ăn lúa nhiều. Cho cả vào. Hai con trước lại nhỉ? Hai con ơi, cho con này. Hả? Con này. Ừ, cho nó. Cho vào. Lấy con nào thì cho. Béo tròn vít. Bao câu nó còn là không lôi được ra luôn được cả. Cầm 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 anh. Đấy. Cho cái này vào cho nó ngọt. Ngọt nước. Nước xương, nước xương anh em mình nấu nước xương rồi đó. Đấy, cái này ăn nhanh này. Ừ, đấy đổ vào. Đấy là tim nhá mọi người nhá. Tim gan với lại mề. Tống tất vào nhưng luôn. Cái này ăn nhanh. Đấy, nhúng nó xuống. Đâu, đợi em đưa đũa. Rồi. Đấy bạn. Đấy từ từ. Cục chân xuống. Đấy. Sợ đậy lại. Mọi người thấy vườn rau của anh em mình thế nào? À nhầm, vườn rau của mẹ mình. Đấy. Ở mất cả chân luôn rồi nhỉ. À ngồi trong này ẩm lắm nhá. À trong lúc đợi chim bồ câu thì đây. Có cái món này. Món nó này bị ok luôn nhá. Món này á? Không phải là ở đâu cũng có đâu. Trứng gà so nhá. Bé như kiểu trứng chim bồ câu nào thả ra chỉ nhúng chỉ ăn, ăn gọi là gì cái nhỉ? Nước đang sôi nè nhúng vào độ phút 2 phút không phải phút 2 phút mà một tí thôi tí gọi là cho nó ấm ấm rồi mọi người ạ. Rau sẵn rau cực kỳ sạch nhá. Này mọi người thấy một vết gì bẩn không? Không bao giờ có bụi, không bao giờ có bẩn nhá. Tháng nào mẹ mình cũng tưới tưới bằng vòi nước kìa. Bật vòi nước tự động nước nước giếng ấy mọi người. Tự động luôn. Rồi ok đấy, trứng được rồi đấy em ơi. Cho em một cái bát đi. Ăn sáng đi. Ăn sáng đi anh em ơi. Đó. Trứng trứng trần thì nhúng gọi là vừa phải thôi. Cảm giác là khi mình cảm giác là nó chín ở cái mép ngoài rồi ấy, ở trong vẫn còn đỏ, nhưng mà ở trong còn đỏ thì nó phải nhưng mà nó cũng phải là phải ấm ấm đấy. Được rồi, thời tiết này thì phải cho nó thêm một tí đi. Sợ nó lạnh à? Sợ cái ở trong trong trứng nó lạnh. Thôi từ từ chắc cú làm miếng rau trước đã. Chim bồ câu thì khả năng sẽ khoảng tầm 15 phút mới chín được. Rau sạch. Mời tất cả mọi người nhá. Ngoài đây. Rồi. Quên mất, chim bồ câu nên phải cắt ra. À từ từ, làm quả trứng đã. Làm quả trứng đã. Nào, đó chọn đi. Xanh hay đỏ hay tím hay vàng? Em thích đỏ. Đỏ đây. Ok. Đấy, đây sẽ là cách ăn trứng trần của anh em mình. Gõ. Đấy, như thế này là được rồi nhá. Rồi. Tức là nó cái lòng trắng nó đã chín chín tới. Đấy, gõ bên này. Úi, thấy chưa? Vừa khéo đẹp luôn. Sạch sẽ luôn. Ngọt cực luôn. Báo đệ thì nó sở trường món này rồi, không nói làm gì. Nó phải trọt phát. Nó cứ phải trọt phát đúng không? Ống nhòm được luôn. Đấy, bây giờ sẽ cắt chim bồ câu ra cho nó nhanh chín nhé mọi người. Để lại bón phân cho nó luôn. Cho ngọt nước. Dạ, tuyệt vời luôn. Chim bồ câu nó béo. Cái mùa này mùa đông nó tích mỡ cực rất là nhiều. Ui à. Đây là ngô mình hay là ngô à ngô mình. Ngô ngọt. Chứ không phải là ngô chim ăn. Làm sạch sẽ rồi mà. Tưởng ngô chín nữa thì chết. Không ổn tí nào. Đáng nhẽ ra chim bồ câu phải ướp đấy nhưng mà anh em mình để này cho ngọt. Chim bồ câu nhà nuôi mà, thế nên là không ngại gì cả.
Đấy, chính ra hôm nay là anh em mình chỉ mua mỗi cái nấm kim châm thôi. Còn đâu toàn của nhà. Toàn đồ nhà làm ra đấy. Trứng của nhà này, rau của nhà này, chim của nhà. Ngô. Ngô á, ngô của đồng. Ngô của đồng. Tuyệt vời luôn. Ngô để to to, chém to kho mạng này. Đấy, cắt căn nhớ. Cắt đôi này. Úi trời. Mùa đông năm nay mùa đông năm nay thì không lạnh mấy, nhưng mà mấy hôm nay thì lạnh hơn những hôm khác. Lạnh quá mọi người ạ. Cực kỳ rét. Lạnh nơi mà muốn đi câu cũng chẳng muốn đi nhỉ, chỉ giúp trong chăn thôi mọi người. Lạnh này trong chăn mới quanh quanh ở nhà thôi. Lạnh này ngồi làm nồi lẩu nhâm nhi ba chén rượu. Hết giờ này, anh này nhìn này. Hết giờ. Kiến à? Kiến. Mặt mặt à? Ây à, nó cũng nhanh chín thôi, chỉ một cầu cũng nhanh chín thôi. Rất mềm, đây là chim bồ câu non nhé mọi người nhé. Không phải chim bồ câu già đâu. Thường ở người ta bán chim bồ câu ấy, là chim bồ câu chuẩn bị biết bay hoặc biết bay một tí rồi ấy, thì sẽ đem bán như kiểu những con chim anh em mình đang ăn đây. Tại vì chim non nó béo hơn chim già. Lâu quá, thì em ăn tí nóm nữa. Chim được. Non béo hơn chim giò mà nó còn kia hơn. Nó còn... Ôi dạ. Thôi im nó mẹ. Ê, đây em một quả trứng nữa, em hớp quả trứng nữa. Chén quả trứng. Ok. Wow. Ok nhá. Ok nhá mọi người nhá. Trứng này. Đây, cho quả nhỏ nhỏ. Thả luôn này. Đấy. Mình sẽ kiếm một quả dài ngoăng. Quả dài ngoăng đâu rồi? Có một quả dài ngoăng. Quả xà đạ. Đây. Anh cho quả lẩu thái chưa? Rồi. Mời tất cả mọi người nha. Ít thôi, lẩu thái ngon, chủ yếu nước xương. Đây. Quả này là quả trứng. Ngọt ơi. Trứng dài nhá. Đúng rồi thái. Làm đôi quả, ba quả trứng. Từ từ, vung đâu. Đậy lên một tí. Ấy vừa mới nhúng rồi đó phải hả? Được rồi, một lúc rồi. Một lúc à? Còn đây, à, đỗ non. Ui. Ui, sống. Ai bảo anh là sống đây này? Đông người á, nhìn chặt vào có tuyết này. Thấy chưa? Thì chả sống còn gì. Ui. Ừ. Nói chung là ăn cái món này là tốn sức lực lắm. Rồi. Mọi người biết tại sao? Mao đệ thì nó không tốn đâu, nhưng mà anh em đàn ông là nghiền cái món này lắm đấy. Nhưng mà ở Hà Nội thì không phải lúc nào cũng có trứng gà để mà ăn đâu. Trứng gà so để mà ăn đâu. Đấy, em đi hái ít đỗ nhé. Gà ta đây. Ừ. Em hái ít đỗ vào nướng nổ ăn hết nở luôn. À. Đang cắm chân. Hái đỗ non đấy nhá. À, đỗ non đấy nhá. Ok. Đấy, mình toàn hái đỗ non luôn mọi người. Mọi người yên tâm, tại vì rau nhà máu này ta toàn rau sạch, mới phun thuốc xong nên là không sợ là có sâu bọ gì đâu mọi người. Mới phun trước, mới phun thuốc trừ sâu xong nên là sâu nó sợ nó chạy hết. Nói thế cho mọi người hiểu đủ sạch à? Hay là thế? Của nhà ăn mà. Nên chỉ có nước lã thôi. Nước lã mới do thôi. Ở quê này thì cứ ra nhặt ít trứng gà mới cả. Hái ít rau mới vươn là xong bữa trưa rồi. Hái cho tao mấy cộng hành. Đấy. Hái cả củ không? Điên à, củ là phải đi rửa. Ok. Lấy cọng cao thôi. Cọng, cứ hái cao cao này lên. Tại vì ngày nào nó cũng tự rửa rồi mà. Rồi, thế thôi. Tí nữa ăn tia, ăn và hái tiếp cho nó tươi. Ok. Dạ. Ui, cha cha. Đóng vào đây luôn cho mở tươi. Mở nồi đi anh ơi. Từ từ.
món hành mà. Ui. Món hành này ăn sướng lắm. Ăn hành nó mới phê mà nhỉ. Hành nó mới phê. À, từ từ, mày nhấc. À... Ôi, kim châm. Kim châm. Kim châm cái gì? Đây, mày thả cục này vào. Ok. Ôi giời. Từ đã, cắt này ra nó nổ gì lắm. Không nổ đâu, không nổ đâu. Không sợ. Thả cà vào, không nổ. Nào. Đấy, thảo nào từ lúc nó không sôi. Hết cồn rồi nhỉ. Hết cồn, hết cồn. Nếu mà ở góc này mà đun lửa ấy, thì sợ cháy hết cái vườn rau của nhà Marika. Mỹ Marika. Cho... Nào, cho sang bên kia. Đây là quả trứng đã. Còn trứng không? Còn dưới ạ. Nhưng mà trứng chín mất rồi. Chín rồi à? Chắc thế, để từ lúc nãy mà. Có đâu. Bị bà. Đâu đấy ấy. Bịp ui. Mà lại cá bịp. Phí phí phí. Đây. Ui. Ui à. Ui. 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 Dâu ơi. Áo anh em với dâu. Dâu ơi dâu bẩn. Đúng rồi để dâu nhìn sợ vãi. Ăn uống quá lịch sự. Ui ơi. Mồm miệng như kiểu bị con chó bị dại ấy. Quạt. Tưởng của anh đi chửi mặt đi. Dâu anh vàng khe như nhuộm luôn ấy. Xin phép mọi người đã. Tại vì quả trứng mình bóp ở một đầu ấy, mình rít mạnh, nó không có hơi, mình không nhả ra thế nên nó phọt nó. Bẩn nó nhả phọt con bông giáo. Ăn uống xong không sạch sẽ đi ra rồi nhỉ. Ui. Mày đã tóc hành này. Hành chín rồi. À, ngon. À, hơi lỗi kỹ thuật một tí mọi người ạ. Quả trứng nó bị vỡ. Bị vỡ, không biết ăn gì có. Và lỗi kỹ thuật mà lại căn bản là thiếu rượu. Ấy, trời ơi, chén tiệm em này, đây đây, cho sang bên kia. Ui, cầm này. Đấy, chim chín rồi nhá mọi người nhá, nó nhanh chín lắm. Mà mình thích ăn hành, mình làm một tí hành trước. Em phải làm tí hành á. Nhiều người không ăn được hành lắm mọi người ạ. Hành thì ăn nó hơi kinh. Hành thì ăn nó hơi kinh. Thế nên là nhiều người không thích ăn hành. Nhiều người không ăn được á. Ngon. Ngọt nước béo. Độ ngọt lắm. Tuyệt vời. Mình sẽ thử một cái đùi chim này xem chín chưa nhá. Trời ơi. Trời ơi là trời. Tuyệt vời luôn. Mời mọi người nhá. Ui bốc hơi này ăn nóng này sướng. Em phải thử một cái đùi chim mới được. Chín tới, chín tới. Ngon đấy. Vừa chín tới luôn. Ngọt ngọt. Ngọt lắm. Wow. Đây. Khó qua một tí. Mời tất cả mọi người nha. Ăn chim bồ câu ngay cho mình ngoài vườn rau. Ui, bốc hơi nóng nóng ăn ngon cực luôn. Nhất đâu mùa đông này. Ngọt lắm mọi người ạ. Nó ngọt, nó ngon. Nó ngọt, nó vừa chín tới ạ. Ngọt lắm. Mà mình khó qua rồi á, nó dai dai nữa. Bình thường chim bồ câu thì nó sẽ... nó non, nó mềm. Nhưng mà mình khò qua cái da nó dai dai, ngon lắm. Tuyệt vời. Đúng rồi. Ăn là nó phải là cái đùi to nha em ơi. Chuẩn bài. Ăn nó mới ngập mồm đúng không ạ? Chuẩn bài, không nên ướp, không nên ướp. Ướp nó mất vị lắm. Để nguyên thế này, vị ngọt của chim bồ câu. Nó tuyệt vời. Ôi dồi ôi. Đấy, làm tí rau nữa. Quá trời đã. Chỗ chỗ. Đây, thấy chưa? Mọi người thấy rau nhà mình này. Đấy nhá. Mình sẽ vặt một cái khác lên cho mọi người xem này. Nó sạch kinh điển luôn. Nó không có một tí nào. Đây, thấy chưa? Đấy. Không có một tí bụi, tí bẩn nào luôn nhá. Nó phải tầm cỡ như thế. À đâu, quên. Ăn nó phải sang chảy.
phân cảnh. Ngon. Nói là tao không biết ăn, cứ tưởng là mình phân cảnh. Phân cảnh nó là như này. Anh cameraman để nát hết cả cái. Ăn phải trang cảnh như thế này này. Đây nhá. Nào lùi lại, lùi lại, lùi lại. Lùi lại. Nhìn thế này. Ăn nó phải tầm cỡ như thế này. Bạch trà. Chấm chim trước. Đấy. Tuyệt vời. Number one. Hảo kim câu. Hảo chim câu. Hảo thịt chim bồ câu. Ôi, hôm nào làm món chim bồ câu hầm thuốc bắc nhỉ? Ngon, tuyệt vời. Trời trời, anh ơi. Tim này. Tim này. Đừng quay lại mười nữa. Ngon lắm. Chim, chim bồ câu mọi người biết ăn ngon nhất là cái gì không? Không phải là chim bồ câu mà tất cả các loại chim mình thích nhất đó là croc. Croc. Tiếng Mường anh em mình gọi là croc. Trẻ con hay gọi là croc cải da. Croc phổ da. Croc cải da là đầu mềm mẩy á. Vớ vẩn. Sao lại mất dạy? Sao lại mất dạy? Và vẩn. Cắn phọt ấp à. Bỏ quá. Nha. Mà để mọi người rất ghét mà không phải rất ghét mà nghi ngờ cực kỳ nhé. Người nào mà biết nói tiếng Kinh, người dân tộc, nhưng mà biết nói tiếng Kinh, mình bình thường thì nó vẫn cứ nói tiếng Kinh. Xong rồi đi vào chơi đang kiểu không khoái nhau cái gì mà bọn nó cứ bắn tiếng của bọn nó chỉ xa chỉ sổ. Đấy là bọn nó chửi làm auto bọn nó chửi mình. Thì bình thường nhá, bình thường nó vẫn nói tiếng Kinh với mình, chỉ ít khi nói đi tiếng dân tộc á, mà đang kháy nhau rồi. Ui, đang kháy nhau mà nó bắn tiếng dân tộc là phải là chết. Phải suy nghĩ rồi xem chết xem cái mặt của nó có hướng về mình không. Hướng về mình là auto nó chửi mình. Mao đệ nó cũng thế mà.